lại trốn này à? Find. Câu 1 này ear, hear, fear, head. Câu 2 là find animal, chicken, until. Chọn câu nào? Trường làm nó đi, kệ hai con lợn rừng kia mệt ngóc á. Find là gì? Chữ I trong khi chữ này chữ Y này. Thấy chưa? Rồi Trường câu 1 con. Trường câu 1 là gì chưa? Ít là chủ ngữ số ít. Thì check phải có sờ. Thấy chưa? Câu số 2, chị gái của tôi làm việc ít tiếng hơn tôi, ít giờ hơn tôi. Bây giờ so sánh ít hơn. Nhớ cho cô này Trương này. Ít hơn nhá, chúng ta sẽ có so sánh ít hơn của danh từ. Chúng ta có này. Fewer. À, fewer cộng với danh từ đếm được. Danh từ đếm được. Số nhiều cộng với than. À, và less cộng với danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được cộng đan. Cái này là so sánh ít hơn của danh từ. Ở đây giờ giấc là đếm được số nhiều. Chúng ta xài fewer câu đề. Xong rồi đúng không? Cho ra ngoài chờ mẹ. Rồi câu số 3. Nhà của tôi thì như thế nào với cái post office này? Next thì phải có gì? Các bạn Trương, next phải có gì? Next phải có chu nhá. Behind thì không có chu, chỉ là behind không thôi. In front thì phải có gì? In front phải có up. Vậy thì ba câu kia không xài được, chỉ có mỗi câu opposite đối diện thôi. Câu số 4, nhà Robinson luôn luôn đi tới Việt Nam bằng máy bay, phương tiện xài gì? Bay. Đúng rồi. Nhưng mà đi bộ thì xài gì? Đi bộ là gì? On foot. Rồi, ok con dê. Sang câu này. Cấu trúc nào? Bạn chưa còn nhớ cấu trúc ít không? Ít cộng với take hoặc là thúc, quá khứ thì sẽ thúc cộng với tân ngữ. À, cộng với thời gian. À, sau đó cộng với một to infinity, làm ai đó mất bao nhiêu thời gian để làm gì đấy. Vậy thì trong câu này con chọn nào Trương? B. Rồi. Sao B được? To infinity mà. Câu C. Ok. Cứ mở mic đi làm gì mà tắt đâu. Nhờ có cô với con học thôi, còn hai con mẹt kia thì kệ nó. Cô chả biết nó đâu rồi. Câu số 6, I ought to finish my homework. Tôi nên hoàn thành bài tập của tôi ấy trước khi tôi chơi bóng bàn. Vậy thì ở đây chọn cái nào nhỉ? Một cái hiện đại đơn thôi, đó là play thôi con. Rồi câu số 7 nào Trương? À, anh ấy gây ra tai nạn bởi vì anh ấy lái xe quá nhanh. Để tìm câu từ quá nhanh. Cái từ chu này dịch là chu này, chu gì? Chu fast, bản thân cái từ fast này á. Nhớ cho cô, fast này nó vừa là tính từ. Vẫn vừa là trạng từ, không cần quan tâm gì hết. Fast thôi, không bao giờ có fastly nhá. Không bao giờ có fastly. Tiếp theo câu số 8 này. There are different sports activities at my school. Có rất nhiều hoạt động thể thao khác nhau trong trường của tôi, nhưng tôi chỉ tham gia là từ gì nhỉ? Thích gì? Thích phát gì? Rồi, ok. Cô sẽ khoanh một câu A. Rồi, chúng ta sang bài dưới này. 3, 4 câu này chia động từ trong ngoặc nào con. Ở câu là thì gì? Ở câu là dấu hiệu thì gì? Okay. Quá khứ đơn, xài động từ cột 2 cho cô. Động từ cột 2 là của khúc là gì? Con cứ mở mic đi, không cần tắt đâu. Khúc tờ. Thêm ED và đọc là khúc tờ. Rồi, câu số 2. Every day là thì gì? Hiện tại đơn. Về rồi, hiện tại đơn. Hoàng là chủ ngữ số ít thì động từ chúng ta làm gì? Thêm sờ s vào. Frastis. Thêm sờ vào. Câu số 3, con thấy có chấm than như thế kia không? Thì gì? Hiện tại gì? Lại tiếp diễn am. Er. Cộng với cái gì? Cộng với động từ thêm ing. Vậy thì ở đây chia cho cô nào? Y studying. Ok chưa? Câu dưới con, last Sunday là quá khứ đơn rồi, chia nhanh. Động từ cột 2 của nó là gì? Thêm gì vô? Đi nào. Ok. Rồi, xong bài nối đây. Would you like to watch TV? Bạn có muốn xem TV hay không? Biết nối câu nào không? Câu 3. Rồi.
rồi. Câu 2 nào. Would you like to come to my party? Bạn có muốn tới bữa tiệc của tôi không? Có đi. Đúng rồi, tôi sợ là không. Ổn lắm. Câu 3. Bạn có thích xem TV hay không? Do you like watching TV? Yeah. À, rồi rồi, câu này phải là A, có, đặc biệt là phim hoạt hình. Còn câu này bạn muốn xem TV không là rủ dê xem không, thích lắm, mấy giờ? I love you, I what time ấy. Ok. Do you like party? Bạn có thích party không? Ủa, sao kỳ vậy ta? Nào, câu nào? Không, tôi không khát hả? I'm not thirsty. Do you like party? No, thanks, I'm not thirsty. Sao kỳ lạ thế này nhỉ? Câu này á, bạn có thích party không? Chọn câu này mới đúng. Câu này thì phải lên đây mới đúng. Hơi kỳ lạ một tí, kệ nó đi. Xuống đây. Ngày nay, TV trở nên rất là phổ biến. Cả người già và người trẻ tuổi đều thích xem TV rất nhiều. Những chương trình TV thu hút hàng triệu người xem trên toàn thế giới. Ngoài ra, ngoài những cái bản tin thời sự, TV station có nghĩa là gì? Là đài truyền hình. Còn broadcast là phát sóng rất nhiều chương trình hay như là thể thao, âm nhạc, hoạt hình, thế giới động vật, nhá, khoa học, báo cáo, cuộc thi, phim ảnh, vân vân. Ngay và ngay hiện tại thì mọi người có thể thưởng thức những chương trình trực tiếp trên TV, truyền hình, những chương trình trực tiếp phát sóng trực tiếp giúp chúng ta xem những sự kiện cùng một thời gian đã xảy ra đó. Ở đất nước của chúng ta thường xem những cái chương trình trực tiếp về những cái sự kiện quan trọng hoặc là những trận bóng đá quốc tế. Rồi, có rất nhiều người thích xem TV ngày nay, đúng hay sai? Đúng. Âm nhạc là một trong những chương trình TV thú vị. Ở bên trên có nói âm nhạc không? Có. Rồi, mọi người ở trong đất nước của chúng ta chỉ có thể xem những chương trình TV trực tiếp về những trận bóng đá. Ở đây còn có cái sự kiện quan trọng nữa, câu này sai. Chúng ta không thể xem những sự kiện cùng một thời gian nó xảy ra là sai. Ok. Số bài này. Ngày nay, bóng đá đã trở thành một cái môn thể thao phổ biến trên khắp thế giới. Câu số 1. Hàng ngàn người xem nó, hàng triệu người đúng hơn, million. Hàng triệu người xem nó trên khắp thế giới. Bởi vì cái từ thousand ở đây nó không có sờ không sao được. Một trận đấu bóng đá thường có hai gì? Hai phần. Ở đây nó có park nè. Thì ở dưới đây sẽ là park. Rồi, cái hiệp đầu tiên là hiệp 1. Và cái phần thứ hai là hiệp 2. Ở đó có một cái giờ giải lao 15 phút. Cái nào là 15 phút đầu? Đây, 15 minutes nè. 15 minutes. Ờ, 15 minutes câu D nhá. Ờ, 15 minutes. Có gạch nối và không có sờ đằng sau. Tính từ ghép. Ở đó còn có hai đội bóng nha. Mỗi đội thì sẽ có 11 người. Mỗi đội sẽ là ít football team. Rồi, bao gồm cả thủ môn. Người chơi ở trong sân cố gắng ghi bàn, try to kick đá bóng vào trong khung thành của đối phương. Cái đội mà ghi được nhiều bàn thắng hơn gọi là more thì sẽ là đội chiến thắng. Rồi xong. Câu này, Anna ghét tiếng ồn và những con đường đông đúc ở thành phố. Vậy chúng ta sẽ biến thành doesn't gì? Doesn't like the noise. And the busy road in the city. Đấy, viết như vậy cho cô. Câu số 2, anh ấy là một tài xế cẩn thận. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành anh ấy lái xe cẩn thận. He drive và drive cẩn thận đó là carefully. Chúng ta phải sai trạng từ. Bởi vì drive là động từ thường. Câu số 3, mẹ của tôi thích đi bộ hơn là đạp xe. Chúng ta sẽ chuyển thành prefer. Prefer thì nó cộng với động từ thêm ing và ở đây vẫn là walking. Nhưng mà không có xài better than mà xài chu cho cô. Chu cycling. Câu số 4, tại sao chúng ta không đi tới rạp chiếu phim vào cuối tuần này? Chúng ta sẽ chuyển về what about, động từ thêm ing. Đó là what about, going, to the,
movie. To the movie this weekend. This weekend chấm hỏi. Rồi xuống dưới nào. Chúng ta sẽ thêm vào cho nó đầy đủ. À sắp xếp này, sắp xếp này. The food thì đồ ăn ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống. Đồ ăn mà chúng ta ăn thì ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta. The food we eat affect our whole life. Đấy. Câu số 2. Bạn nên rửa salad sạch sẽ với nước ở trong nước. Ở đây chúng ta sẽ ghi là you ought này phải là chu này và tới rửa là từ wash này và rửa cái gì? Salad này. Rửa salad. Rửa sạch sẽ này. In water này. Thấy chưa? Xong. Cái đề chúng ta xong nhá.